Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của tin mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, tin mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, hôm qua, chính quyền xác nhận hơn 250 người đã thiệt mạng và hơn 60 người mất tích do mưa lũ ở miền Bắc và miền Trung Trung Quốc. Hàng trăm nghìn người phải di tản. Theo Tân Hoa Xã, mưa lũ và lở đất đã tàn phá dữ dội hai tỉnh Hà Bắc và Hà Nam. Ít nhất 174 người đã thiệt mạng tại Hà Bắc, 140 người khác mất tích và 73.000 ngôi nhà bị phá hủy. Chỉ riêng tại thị trấn Hình Đài ở Hà Bắc, ít nhất 45 người chết. Người dân Hình Đài đã mở cuộc biểu tình phản đối chính quyền vì không cảnh báo kịp thời về tình trạng mưa lũ nguy hiểm. Nguồn tin báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, nhà chức trách Trung Quốc đã triển khai cảnh sát tới đây để chặn cuộc biểu tình. Ở Hà Nam có 35 người chết và 92.000 người phải đi di tản. Cuộc sống của hàng triệu người đã bị đảo lộn vì mưa lũ, điện mất trên diện rộng, hệ thống viễn thông và giao thông cũng bị tê liệt ở nhiều nơi. Chính quyền Bắc Kinh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho các vùng bị mưa lũ tấn công. Ước tính hơn 1,9 triệu hectare hoa màu ở Trung Quốc đã bị phá hủy trong mùa mưa năm nay. Tổng thiệt hại kinh tế lên đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Lở đất ở Trung Quốc chôn vùi 65 công nhân. Thưa quý vị, vụ lở đất tại công trường xây dựng ở Đông Nam Trung Quốc sáng nay đã khiến 65 công nhân bị chôn vùi dưới lớp đất đá. 15 công nhân sau đó được cứu sống. Sự việc xảy ra vào lúc 5 giờ sáng qua tại công trường xây dựng của dự án thủy điện tại huyện Thái Ninh, thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Các cơn mưa nặng hạt được cho là một trong những nguyên nhân dẫn tới lở đất, theo Tân Hoa Xã đưa tin. Đá và bùn với khối lượng 150.000 mét khối chôn vùi hai tòa nhà và khu vực nhà tạm của các công nhân. 15 trong số 65 công nhân đã được cứu sống khỏi đống đổ nát. Lực lượng cứu hỏa cảnh sát đang ráo riết dọn dẹp đống đất, đá để tìm kiếm những người bị vùi lấp. Hơn 1.400 nhân viên cùng 5 máy xúc lớn đã khẩn trương dọn dẹp các tuyến đường sắt bị bùn, đá sạt lở và che lấp. Mưa nặng hạt đã ảnh hưởng cả vùng Nam Trung Quốc từ giữa tuần, gây lũ lụt và lở đất. Mưa lũ ngày hôm qua đã khiến hơn 1.600 người ở Quảng Tây phải sơ tán, gây sạt lở đường, làm 21 người chết và 11 người mất tích. Ngày hôm qua, một trận lở đất sau mưa lớn tại khu công nghiệp Liu Xiu phía tây bắc thành phố Thâm Quyến làm chôn vùi 32 tòa nhà và hàng trăm người mất tích. Sự việc cảnh báo tốc độ xây dựng nhanh chóng ở Trung Quốc tạo ra nhiều vấn đề liên quan tới xả chất thải, xây dựng ra môi trường. 127 người thiệt mạng trong mưa lũ kinh hoàng ở Trung Quốc. Quý vị thân mến, những trận mưa lớn kéo dài ở Trung Quốc trong những ngày qua là 127 người thiệt mạng và buộc hơn 2.000 người phải rời bỏ nhà cửa tới nơi trú ẩn. Vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Bộ Dân Chính cho biết ít nhất 102 người thiệt mạng và 88 người khác mất tích ở miền Bắc tỉnh Hà Bắc sau lũ quét và lở đất. Trong khi đó, 25 người chết và 18 người mất tích vì mưa bão và gió mạnh ở miền Trung của tỉnh này. Thiên tai liên tiếp buộc hơn 175.000 người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, khoảng 21.000 căn nhà bị phá hủy. Theo thống kê chính thức, khoảng 1.026 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở tỉnh Hà Bắc, hơn 1,9 triệu hectare đất nông nghiệp bị tàn phá, gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thông báo sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho các khu vực bị thiệt hại. Trước những diễn biến của mưa lũ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khuyến cáo người dân chuẩn bị các phương án đối phó và khắc phục hậu quả của thiên tai. Ông Tập cũng cảnh báo các quan chức cần chú trọng thực hiện nhiệm vụ, những người lơ là sẽ bị phạt nặng. Trong khi đó, quân đội cũng đã được huy động nhằm khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ tính riêng mùa hè năm 2022, mưa lũ đã làm hơn 350 người thiệt mạng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, thiên tai vừa trút xuống Hà Bắc là một trong những trận mưa lũ kinh hoàng nhất ở miền Bắc Trung Quốc trong những năm gần đây. Nhiều chuyến bay bị hủy do tác động của đợt mưa lũ kỷ lục. Sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc, hàng chục người bị chôn vùi. Thưa quý vị, vừa qua có ít nhất 35 trong số 39 người làm việc trong mỏ thạch cao ở huyện Pingyi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị mắc kẹt dưới lòng đất khi mỏ sập vào ngày hôm nay. Theo Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn của chính quyền địa phương cho biết, vụ sập hầm xảy ra vào lúc 7 giờ 56 phút sáng nay. Sự cố có thể bị gây ra bởi một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter với độ sâu 8 km dưới lòng đất. Khoảng 109 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Theo Tân Hoa Xã, hơn 30 người vẫn bị mắc kẹt dưới lòng đất khi một mỏ thạch cao tại thị trấn Bao Tai, huyện Pingyi, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc sập.
Lực lượng cứu hộ cho biết 18 trong số 39 công nhân làm việc trong hầm đã được đưa lên khỏi mặt đất. Họ đang cố gắng tiếp cận vị trí của 12 người khác trong khi 9 người còn lại vẫn mất tích. Trước đó, một vụ lở đất xảy ra tại khu công nghiệp Liêu Xiêu, thành phố Thâm Quyến, chôn vùi 43 tòa nhà và hàng chục người. Hiện khoảng 4.600 người và 720 máy ủi, máy xúc tham gia tìm kiếm cứu nạn nhân của vụ lở đất. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ phát hiện 12 người sống sót, tuy nhiên 11 người tử vong sau khi tới bệnh viện, 95 người vẫn mất tích. Theo báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất và Tài nguyên, lở đất tại khu công nghiệp Liêu Xiêu ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải xây dựng, sự tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, làm nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia cho hay. Trung Quốc đối mặt với ngập lụt nặng vì El Nino. Kính thưa quý vị, cơn càn quét của hiện tượng El Nino nghiêm trọng nhất kể từ giai đoạn 1997-1998 sẽ khiến Trung Quốc phải đối mặt với nguy cơ ngập lụt nặng nề khi mực nước dâng cao đến 89%. Tân Hoa Xã hôm qua dẫn lời Lưu Ninh, Tổng Thư ký Trung tâm Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Cứu trợ hạn hán quốc gia cho biết rất có thể sông Dương Tử hay sông Trường Giang sẽ ngập lụt nặng ở Trung Lưu và Hạ Lưu trong năm nay. Các thác nước ở khu vực dọc sông Dương Tử đang có lượng nước cao hơn mức trung bình và tại nhiều nơi, mùa lũ đã bắt đầu sớm hơn so với những năm trước. Theo ông Lưu, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với điều kiện khí hậu nghiêm trọng hơn trong năm nay do tác động của El Nino, vốn bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 và dự kiến kéo dài đến hết tháng 6 năm 2023. El Nino đang ảnh hưởng đến Trung Quốc theo cách tương tự các điều kiện khí hậu từng gây ra lũ lụt năm 1998. El Nino là hiện tượng ấm lên bất thường của nước biển ở vành đai Xích Đạo Thái Bình Dương, thường diễn ra theo chu kỳ 3-4 năm một lần, trong khi vừa gây hạn hán ở khu vực Đông Nam Á, nó còn có thể vừa là nguyên nhân gây lũ lụt tại Nam Mỹ. Các nhà khoa học từ lâu đã nhấn mạnh rằng El Nino thường gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía Nam Trung Quốc và năm nay cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Theo South China Morning Post, lượng mưa ở sông Dương Tử vào tháng này được dự báo sẽ tăng 20-60% so với các năm trước. Một số nhánh lớn ở hạ lưu có khả năng có lượng mưa lớn hơn 30-60%. Từ tháng 6 đến tháng 9, toàn bộ sông Dương Tử sẽ có lượng mưa cao hơn 65%. Khoảng 60-90% ở khu vực Trung Lưu. Các tỉnh ở lưu vực sông Dương Tử là nơi sản xuất khoảng 70% sản lượng gạo của Trung Quốc và 1/5 sản lượng bông. Tuy nhiên, lũ lụt nặng nề sẽ buộc Trung Quốc phải nhập khẩu gạo hầu như từ các nhà xuất khẩu lớn của châu Á như Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ. Mưa lớn đã nhấn chìm các tỉnh phía Nam bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây và Phúc Kiến một tuần trước, kéo theo cảnh báo khi mực nước ở nhiều con sông cũng tăng đáng báo động. Cơ quan phòng chống lụt bão quốc gia đã cử 5 lực lượng khẩn cấp thực hiện công tác cứu trợ lũ lụt tại các tỉnh bị ảnh hưởng. Vào thời điểm đó, mực nước ở Cẩm Giang, một nhánh sông Dương Tử ở Giang Tây cao hơn 1,52m so với giới hạn an toàn. Một phần của đoạn đường cao tốc ở Giang Tây nối thành phố Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến và thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên đã ngưng hoạt động trong hơn một ngày vì lở đất. Tại một cuộc họp về kiểm soát lũ gần đây, Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương đã kêu gọi giới chức địa phương có những biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn của người dân khi phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt ở các con sông lớn. Chính quyền địa phương được yêu cầu thiết lập biện pháp đối phó với lũ lụt càng sớm càng tốt. Các biện pháp được đưa ra bao gồm sửa chữa cơ sở hạ tầng từng bị phá hủy trong lũ lụt, bổ sung các vật liệu cần thiết để kiểm soát lũ lụt và có kế hoạch quản lý khủng hoảng. Năm 1998, El Nino gây lũ lụt lớn dọc lưu vực sông Dương Tử và hai đường thủy chính ở phía Đông Bắc. Các trận lụt bắt đầu từ tháng 7 và kéo dài 2 tháng, khiến hàng nghìn người thiệt mạng, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của 250 triệu người dân ở 24 tỉnh. Đây được coi là một trong 3 trận lụt nghiêm trọng nhất trong thế kỷ 21. Giới chức Trung Quốc xác định nguyên nhân dẫn tới vụ lở đất ở Thâm Quyến là do vi phạm các quy tắc an toàn xây dựng chứ không phải là thảm họa tự nhiên. Nhóm điều tra của chính phủ Trung Quốc về vụ lở đất tại Thâm Quyến cho hay thảm họa xảy ra do chất thải xây dựng tại bãi chứa ở khu công nghiệp đổ xuống chứ không phải hoạt động địa chất tự nhiên, theo Reuters đưa tin. Những tổ chức có trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo quy định. Tuyên bố được đăng trên trang web của chính phủ vừa qua, thảm họa do con người gây ra này làm dấy lên những câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại Trung Quốc và những yếu kém trong việc giám sát dẫn tới tai nạn chết người. Đây là hậu quả của việc tăng trưởng kinh tế quá nóng quốc gia này.
Nhà chức trách cần xác định những hóa chất nguy hiểm bị chôn vùi trong đất và tìm giải pháp xử lý. Giới chức chưa phát hiện bằng chứng cho thấy nước hoặc không khí trong khu vực bị ô nhiễm. Yang Xingjun, Cục trưởng Cục Phát triển Nông thôn, Đô thị và Nhà ở tại Thâm Quyến cho hay. Công ty phát triển đầu tư Yang Sang Long Thâm Quyến, công ty quản lý các bãi đổ rác đã bị buộc dừng hoạt động 4 ngày trước khi thảm họa xảy ra. Theo Tân Hoa Xã, bãi chứa chất thải này đã hoạt động quá hạn đóng cửa 10 tháng, giúp công ty Yang Sang Long thu về khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,26 triệu đô la Mỹ. Đến nay khoảng 6.000 người và 720 máy xúc máy ủi tham gia cứu hộ tại hiện trường vụ lở đất. Sáng nay, lực lượng cứu hộ phát hiện 22 người sống sót, tuy nhiên một người tử vong sau khi tới bệnh viện, hiện 105 người vẫn mất tích. Trước đó, báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên cho biết lở đất tại khu công nghiệp Lưu Sự ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải xây dựng, sự tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, làm nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia nhận định. Tìm thấy người sống sót sau 67 giờ lở đất ở Trung Quốc. Đội cứu hộ Trung Quốc phát hiện 12 người sống sót vào sáng nay từ hiện trường vụ lở đất kinh hoàng ở thành phố Thâm Quyến, nhưng 11 người đã không qua khỏi. Theo Tân Hoa Xã, khoảng 3 giờ cùng ngày, đội cứu hộ tìm thấy 12 người bị chôn ở hiện trường vụ lở đất kinh hoàng, chôn vùi 22 tòa nhà ở khu công nghiệp Quang Minh, Thâm Quyến sau gần 3 ngày. Người thanh niên được giải cứu là Điền Trạch Bình, 19 tuổi, vốn là một công nhân nhập cư quê gốc ở Trùng Khánh. Anh có tên trong danh sách 96 người mất tích mà nhà chức trách công bố. Người sống sót thứ 12 được cho là bị thương nghiêm trọng và đã tử vong sau đó. Từ khi phát hiện, đội giải cứu đã nỗ lực mới đưa được Điền rời khỏi hiện trường lúc 6 giờ 40 phút sáng nay, khoảng 5 giờ 40 phút giờ Hà Nội. Wu Wenwei, một đội trưởng trong nhóm cứu hộ cho biết anh đã đến gặp Điền. Điền vẫn có thể nói chuyện một chút. Nhân viên y tế đã chuyển dịch và cho anh thở oxy, sau đó đưa đến bệnh viện. Điền nói rằng có thể nhiều người đang mắc kẹt vẫn còn sống. Đội cứu hộ cũng tìm thấy thêm một thi thể, nâng tổng số nạn nhân được xác định thiệt mạng lên 12 người. Hôm qua, nhóm cứu hộ đã tìm thấy thi thể đầu tiên nhưng họ không công bố thông tin cụ thể. Thời gian từ khi vụ việc xảy ra cho đến 16 giờ ngày hôm nay được cho là khoảng giờ vàng để tìm thấy người sống sót. Đến ngày hôm nay, hơn 4.000 người tham gia tìm kiếm nạn nhân của vụ lở đất. Tuy nhiên, những người sống sót sau thảm kịch và gia đình các nạn nhân vẫn bức xúc, chỉ trích rằng nỗ lực cứu hộ vẫn không đủ. Theo báo cáo ban đầu của nhóm chuyên gia địa chất thuộc Bộ Đất và Tài nguyên, lở đất tại khu công nghiệp Lưu Siêu ở Thâm Quyến là do quản lý chất thải từ khu vực xây dựng không đúng quy cách. Tại bãi chứa rác thải, do lượng tích tụ quá lớn và dốc khiến phần đất mất ổn định và xói lở, khiến nhiều nhà cao tầng bị sập, nhóm chuyên gia cho hay. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại trong phần bình luận video phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!